Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gunel El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 36. Nếu có chuyện xảy ra, người chết đầu tiên sẽ là chị gái của mày. Bởi vì mày cản đường nhất. Tao không đùa đâu. Đôi mắt cô bị nỗi sợ nhuốm đen, ngay khoảnh khắc rơi xuống vách đá, giọng nói của kẻ bắt cóc vang vọng trong đầu cô. Cô vùng vẫy đôi tay nhưng không thể bám vào thứ gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lưng cô va đập mạnh như thể bị một quả bom giáng xuống. Cơ thể cô đập vào cành cây rồi lại tiếp tục rơi. Hi Chu theo bản năng đưa tay ra, cố gắng nắm lấy thứ gì đó nhưng lòng bàn tay trượt khỏi mọi thứ. A, à, a, à, đầu cô đập vào một tảng đá gồ ghề cả cơ thể bị hút vào trong một hang động cô ngã mạnh xuống đất cảm giác đau đớn lan khắp người hà ư ừ, trong trạng thái ý thức mơ hồ tiếng hét nặng nề vang vọng như tiếng vọng lại không còn quan trọng đó có phải là ảo giác hay không tôi ở đây cô nghiến chặt răng đưa tay ra phía trước tuy nhiên tầm nhìn của cô hoàn toàn tối đen ư ừ, cả cơ thể cô cảm nhận một cơn lạnh buốt ngón tay cô là thứ đầu tiên cử động, chạm vào một tảng đá thô ráp. Khi cảm giác ở tay trở lại, các giác quan khác cũng dần hồi phục. Gió lạnh như lưỡi dao xuyên qua lớp quần áo rách, đôi mắt mờ dần, đầu cô nóng bừng. Một vài chỗ trên cơ thể bị sưng, đau nhói và dỉ máu. Khắp người đầy vết bầm tím, chỉ cần cử động nhẹ đã khiến mồ hôi lạnh túa ra. Khi cô mở gắt lần nữa, màn đêm đã buông xuống mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Qua những tán lá, cô nhìn thấy bầu trời đêm tối đen. Đây là đâu, cô đã rơi xuống một cây hang sau khi trượt qua những cây mọc ở mép vách đá. Nhưng đến giờ vẫn chưa có cứu hộ, dường như việc định vị vị trí của cô đang gặp khó khăn. Hức, mặc dù điều này không phải lỗi của ai, cô vẫn cảm thấy tủi thân và bất lực. Au, ở đằng xa, tiếng kêu của một con thú hoang vọng lại ngoài âm thanh đó trong khu rừng đêm mọi tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên vang dội cũng vì vậy màn đêm đen kịt bắt đầu trở nên đáng sợ sợ quá mình muốn về nhà cô biết mình không thể cứ nằm bẹp ở đây mãi nhưng đôi chân cô như đông cứng lại gần như không thể nhúc nhích trước hết thử nâng nửa thân trên dậy đã cô rên rỉ tháo chiếc ba lô ra khỏi lưng điện thoại phải dùng điện thoại để báo vị trí của mình Hi Chu lục lọi ba lô, cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại. Niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát, vì pin điện thoại đã hoàn toàn cạn. Vì Hi Chu ít sử dụng điện thoại nên cô hiếm khi sạc pin, và giờ đây, điều đó đã khiến cô rơi vào tình cảnh khó khăn. Sao lại hết pin vào lúc này chứ? Ngay khi cô sắp khóc, biểu cảm của cô bỗng thay đổi. Hi Chu quên đi cơn đau trên cơ thể, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Bàn tay cô chạm vào một chiếc điện thoại thứ hai. Chết tiệt, không được, trong lòng cô vang lên một tiếng thở dài lạnh lẽo. Nhưng lúc này, thứ duy nhất cô có thể dựa vào chính là chiếc điện thoại đàm phán. Đây chính là quả táo của quỷ dữ. Tìm cô đập điên cuồng. Chiếc điện thoại đàm phán này chỉ có thể gọi cho một người duy nhất. Nhưng người đó tuyệt đối không phải là người mà cô có thể cầu cứu vì người đó chính là kẻ bắt cóc mang mã số 406. Đây không phải là một cuộc gọi cầu cứu, mà là một cuộc gọi đe dọa. Mình điên rồi, sao có thể? Mọi thứ dường như đang trên bờ vực sụp đổ. Chết tiệt! Dù không khóc, cô vẫn thốt ra một tiếng chửi thề. Đột nhiên, cô cảm thấy toàn bộ sức lực dần biến mất. Lưỡi cô khô khốc, đầu óc quay cuồng, và tầm nhìn trở nên mờ nhòa có vẻ cô đang bị mất nước. Không được, nguy hiểm quá, cô không thể để mình ngất đi lần nữa. Cuối cùng, như người sắp chết đuối vớ được cọc, Hi Chu lấy ra chiếc điện thoại đàm phán. Đội cứu hỏa và đội cứu hộ trên núi đã tìm kiếm suốt 4 tiếng đồng hồ. 17 thiết bị và hơn 50 nhân lực được huy động, tìm kiếm kỹ lưỡng từ vách đá xuống 50 mét phía hạ nguồn, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của Hi Chu. Lần trước cũng có một giáo sư mất tích, hai ngày sau mới tìm thấy thi thể. Người ta đoán ông ta rơi từ vách đá xuống, nhưng thực chất là tự sát. Này, giờ nói mấy chuyện xui xẻo đó làm gì, những người tụ tập bàn tán xôn xao. Ngay từ đầu, Bác Sa ơn đã tham gia cùng đội cứu hộ. Anh từng là phóng viên chiến trường, sở hữu chứng chỉ bắn súng của Hiệp hội Súng đạn Hoa Kỳ và đã từng xem những vùng chiến tranh loạn lạc như sân sau nhà mình vì vậy việc tìm kiếm trong rừng núi đối với anh chẳng là gì cả ngài phát ngôn đã liên lạc với gia đình người mất tích chưa rồi ở ngọn núi này thường xuyên xảy ra tai nạn trượt chân vì vậy ít nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý để thu dọn thi thể thu dọn thi thể bác xa ơn nhắc lại câu này mà không hề chớp mắt à ý tôi là khi người lính cứu hỏa định giải thích thêm bác xa ơn nhắm mắt lại Im lặng một lúc rồi hỏi. Đôi mắt anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chó cứu hộ có thể đưa vào tìm kiếm ngay được không? Có thể, nhưng chúng tôi chưa nhận được quần áo hay đồ vật của người mất tích. Vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi. Gì cơ? Áo của tôi đang buộc ở thắt lưng anh. bé xa ơn, như một người leo núi lão luyện, vừa leo vừa tiếp tục nói. Hãy để chúng người mùi của tôi không chỉ trên quần áo mà còn mùi cơ thể tôi. Từ lúc trên xe buýt, tôi đã ôm cô ấy, thậm chí mùi sữa tắm vẫn còn giống. Ừm, vẫn nên liên hệ với gia đình trước thì hơn. Tôi là chồng cô ấy. Người lính cứu hỏa sững sờ, mở miệng như định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng. Dù vậy, yêu cảm của Bách Sa ơn vẫn không thay đổi. Khuôn mặt anh không hề có cảm xúc, như một bức tượng thạch cao bị tẩy trắng. Lúc này, điện thoại của anh reo lên, trên màn hình hiện chữ trơn qua đê, nhà xanh. Điều khiến anh cảm thấy khó chịu là ngay cả trong tình huống này, anh vẫn phải kiểm soát truyền thông và thực hiện trách nhiệm của một phát ngôn viên nhà xanh. Không rõ vì lý do gì, điện thoại và tin nhắn từ các phóng viên đã dồn dập tới. Đồng tử anh rung lên vì lo lắng. Ngài phát ngôn, điện thoại của ngài cứ reo liên tục tiếng điện thoại rung giữa đêm khuya trên núi vang lên như tiếng ong vo ve, thỉnh thoảng thu hút sự chú ý của các đội viên. Ngài không định nghe điện thoại sao? Không nghe, nhưng Bách Sa ơn không hề trả lời những cuộc gọi ngẫu nhiên này. Anh lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ. Tôi đang chờ một cuộc gọi. Số điện thoại bạn gọi hiện không tồn tại hoặc đã bị chặn. Vui lòng kiểm tra và gọi lại. Số 112 không gọi được. Số 119 cũng không kết nối. Chiếc điện thoại đàm phán này hoàn toàn không thể gọi các số khẩn cấp. Cô thậm chí thử gọi vào số trung tâm dịch ngôn ngữ ký hiệu mà cô nhớ, nhưng cũng không có phản hồi. Hai, trong những thời khắc sinh tử, chỉ một cuộc gọi cũng có thể thay đổi tất cả. Đó vừa là sợi dây thòng lọng siết cổ, vừa là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Chỉ có duy nhất một số điện thoại nhưng làm sao cô có thể cầu cứu từ người chồng đang đe dọa mình? Hi Chu cảm thấy như sắp sụp đổ, sống mũi cô bỗng nhăn lại. Ư, khó khăn lắm mới đi được đến đây, tôi đã mang tâm trạng gì để đe dọa anh ta chứ? Hi Chu lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, chuyển động đột ngột khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng cô không được phép để mình gục ngã. Không thể gục ngã ở đây. Dù là sinh tử hay ly hôn, Giờ cô đều không thể bỏ cuộc. Tốt, tốt. Vì vậy, Hi Chu quyết định trở thành kẻ đe dọa 406. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, cô không còn là Hong Hi Chu nữa, mà chỉ là 406. Ư, ừ, bàn tay cầm chiếc điện thoại của cô run lên. Thôi thì đừng nhấc máy. Không, phải nhấc máy. Ngay khi tâm trí cô đang rằng co giữa hai luồng suy nghĩ tín hiệu bỗng nhiên ngắt là vì tiếng thở dài trầm thấp của anh vang lên trước khi anh kịp nói sao. Nước mắt của Hi Chu trào ra nhanh chóng. Đó là âm thanh nối liền hai người, nhưng đồng thời cũng chứa đựng cảm giác dạn nứt. Những tiếng ồn ào biến mất, nỗi đau cũng tan đi. Lúc này, chỉ còn lại hai người họ. Em, giọng nói nghẹn ngào vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Hi Chu nhất thời nín thở. Giọng người đàn ông có chút kỳ lạ, nhưng cô không thể xác định được điều đó là gì. "Không, 406." Giọng nói cứng rắn nhưng rõ ràng run rẩy ấy khiến người ta cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, giữa bóng tối và tuyệt vọng, nghe được giọng nói quen thuộc ấy lại giống như ánh mặt trời, khiến cô cảm thấy an tâm. Anh đã nói, nếu phát hiện thi thể thì liên lạc với anh. Cô cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào sắp trào ra, nhưng hơi thở đã trở nên rối loạn. Vì vậy, tôi đã gọi anh, đến mà mang nó đi. Tình hình thế nào, Hi Chu có ổn không? Nhưng trong lòng anh cũng đang tràn ngập sóng gió. Bét xa ơn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén giọng nói đầy xúc động. Anh không muốn biết làm sao tôi biết được chuyện này sao? 406 luôn thông minh mà, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Em không phải nắm rõ mọi chuyện của Hi Chu sao? Quan trọng hơn, em không bị thương chứ? hiện giờ tình trạng thế nào chính xác em đang ở đâu đã định vị được chưa anh hỏi liên tiếp như đang tra khảo lúc nãy hình như có một số chuyện bị nói qua loa là ảo giác của tôi sao hi chu nhíu mày nhấn mạnh lại anh biết tôi giỏi theo dõi thế nào rồi phải không lần trước tôi đã gửi một tin nhắn truyền phát đến điện thoại của hong hi chu buộc cô ấy cài phần mềm độc hại tầm nhìn của cô dần trở nên mờ nhòe như nhiều lớp chồng lên nhau. Dạ dày cô quặn thắt, như thể say rượu, lời nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Ừ, phần mềm đó rất hữu ích để theo dõi, vì vậy tôi biết cô ấy đã nhận được tin nhắn về buổi ước sóc, nhưng vị trí lại không thay đổi. Cô ấy đã ở trong rừng hơn 5 tiếng rồi. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện đó. Cô ấy chắc chắn đã ngất đi rồi. Giọng nói vốn dĩ luôn điềm tĩnh của anh bỗng trở nên gấp gáp. Chương 37. Cô ấy mất ý thức rồi sao? Có bị thương không? Chuyện đó, tôi cũng không rõ, nhưng giờ trời lạnh thế này, có thể, giọng của Hi Chu kéo dài, anh vội vã hét lên. Giữ tỉnh táo. Ô, ô các anh mau đến đây, tôi ở khe hở dưới vách đá này, cằm bắt đầu run lên, răng va vào nhau lập cập. Dưới chân núi, bên dưới khoảng 4, 5 cái cây, có một cái hang nằm giữa vách đá. 406, cậu nghe rõ tôi nói không? Giọng anh ngày càng căng thẳng. Giọng bác xa ơn rõ ràng nhưng đứt quãng, như tín hiệu vô tuyến bị hỏng. Không, có phải vấn đề nằm ở tôi không? Đầu óc bắt đầu trở nên chậm chạp. bác xa ơn, cái tên đó, tôi rất muốn gọi ra. Muốn hết lớn cái tên đó, muốn chút hết cảm xúc, muốn khóc thật to. Nhanh lên, với cô, chỉ có thể thốt ra được vài lời như thế ngay sau đó một giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai tôi biết rồi nên đừng ngắt máy trước khi tôi tới được chỗ đó xin đừng ngắt máy làm ơn nghe thấy câu nói đó cổ họng cô nghẹn lại người đàn ông mà trước đây cô từng muốn ly hôn bằng mọi giá giờ đây giọng nói của anh lại khiến cô cảm thấy mình không còn cô đơn tìm lại ở hướng đông bắc chúng tôi sẽ liên tục báo cáo vị trí di chuyển đừng ngắt máy còn nữa, anh ngừng lại một chút, thở dốc. Nếu có cách nào, hãy nói với tôi, đừng lo lắng. Tôi sẽ đến ngay. Ẩm, vừng ngọn lửa đỏ rực bắn tung tóe khắp nơi. 406, có thể cậu không thấy, nhưng chúng tôi đang đến rất gần. Dù tầm nhìn mờ mịt, cô vẫn có thể thấy ánh sáng rực rỡ đó vút lên bầu trời. Cô yếu ớt nhếch môi cười. Trong túi của Hichu có sô-cô-la không biết cô ấy đã tìm thấy để ăn chưa? Nhưng, tôi không biết nữa. Ở ngăn kéo khóa, tôi để sẵn một bộ cứu thương. Dưới cùng của túi có một bộ pháo sáng khẩn cấp, chỉ cần trà vào nắp là có thể đốt cháy. Tôi hy vọng Hi Chu tìm thấy và sử dụng nó. 406, cậu nghĩ cô ấy sẽ làm được chứ? Bác Sa ơn bắt đầu nói lộn xộn, có lẽ vì đang di chuyển nhanh nên hơi thở anh trở nên rồn rập hơn. Gì? Dì... "Gì cơ?" Cô cố gắng trả lời, nhưng giọng nghẹn lại như bị lưỡi buộc chặt. "Tôi hỏi cậu vì 406 là người hiểu rõ Hi Chu nhất. Nếu cô ấy còn tỉnh, chắc chắn sẽ cố tìm thứ gì đó." Tầm nhìn ngày càng mờ đi, như thể bị kéo xuống một đầm lầy. Hi Chu cố gắng cử động ngón chân một cách tuyệt vọng. "Cậu sợ lắm đúng không?" Hi Chu dừng lại một chút, rồi trả lời bằng giọng thích hợp tôi có gì phải sợ đâu thật sao nhưng tôi thì sợ đến chết được giọng nói vẫn phẳng lặng như thường ngày giống như đang thú nhận tim cô bất chợt thắt lại cô cử động phần eo đang đau nhức tiếp tục lục tìm trong túi khi nhìn thấy bộ cứu thương nhỏ điều kỳ lạ là mắt cô cảm thấy nóng rực trước cả cơ thể tôi cứ nghĩ anh chẳng bao giờ quan tâm sống chết của tôi hồi đó anh đúng là như vậy vì thế mà Hong Hi Chu cảm thấy tủi thân. "Vậy cô đã khóc sao?" Giọng anh nhẹ nhàng hơn một cách tự nhiên, nhưng vẫn còn chút cứng nhắc, điều đó không khiến Hi Chu cảm thấy quá khó chịu. "Chuyện đó, tôi không nhớ nữa." Cuối cùng, Hi Chu đã bắn ra tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu của cô dường như đã nhận được phản hồi, thêm một quả pháo sáng nữa bùng nổ trên bầu trời. "Gâu gâu," từ xa vang lên tiếng chó sủa âm thanh rội lại như hồi âm. Mắc kẹt trong khe đá, Hi Chu không còn cảm thấy nơi này quá tối tăm nữa. Cô khẽ mỉm cười và tiếp tục nói nốt câu của mình. Nếu anh không mau đến, tôi, tôi sẽ công khai mọi chuyện, tôi sẽ vạch trần anh, để xem anh giả tạo đến mức nào. Tôi thật sự có bằng chứng chắc chắn. Được thôi, gì cơ, ngày mai cũng cứ tiếp tục đe dọa tôi như vậy đi. Nhất định phải gọi cho tôi. Rốt cuộc Bexa xa ơn đang nói gì thế? Ngay cả trong lúc ý thức mơ hồ, Hi Chu vẫn nghĩ vậy. Mau, 406, nghe thấy tôi nói gì không? 406, triệu chứng mất nước và hạ thân nhiệt rất nghiêm trọng mau truyền dịch IV phía sau đầu có máu tủ, lập tức chuẩn bị chụp CT. Đội cứu hộ đã may mắn đưa Hi Chu từ khe đá lên, đưa cô lên trực thăng và chuyển gấp đến bệnh viện. Đó là cơn ác mộng kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Người đàn ông từng không hề dao động trước những thi thể bị xé nát bởi bom đạn, khi nhìn thấy Hi Chu đầy máu me, mắt anh đã khẽ rung lên. Khuôn mặt tựa như bóng ma đó cuối cùng cũng co rúm lại, trông giống một con người hơn. May mắn là không có tổn thương nghiêm trọng ở não, chỉ là mạch máu bị vỡ, đầu phải khâu 10 mũi, tay chân cũng khâu lần lượt 7 và 8 mũi. Hiện tại chúng tôi cho rằng cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê do sốc mất nước nhưng khi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm nghe xong lời của bác sĩ bác xa ơn mồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng bệnh anh đưa tay lau mặt nhìn hy chu nằm đó trông như đã chết anh không vượt qua cả quãng đường dài này để trở thành một người cô độc mất đi người thân anh không tới đây để cảm nhận nỗi đau thấu tim này chúng ta vốn dĩ không phải một cặp vợ chồng thực sự, lẽ ra nên từ bỏ từ lâu rồi. Đó là những lời anh tự nói với chính mình. Lòng tự tôn yếu ớt mà anh từng cố bảo vệ bằng những cách đáng thương, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, cộc cộc có người gõ cửa. Xin chờ ở bên kia một chút. Bét xa ơn đáp lại đầy cảnh giác, tự mình mở cửa bước ra ngoài. Anh đứng ở cửa, không nhường lối, nhìn chằm chằm vào người đến thăm a à, tiền bối đây là trợ lý park đưa túi sách bẩn thỉu của hi chu cho anh dù có hơi muộn nhưng đây là từ đội cứu hộ đưa lại ngay lập tức ánh mắt sắc bén của bách Sa ơn quét qua anh lật ngược túi của hi chu đổ toàn bộ đồ đạc ra tiền tiền bối những vật dụng rơi ra là chai nước rỗng sô cô la bộ cứu thương khăn và chiếc điện thoại đã tắt nguồn ánh mắt anh nhanh chóng quét qua đống đồ trên sàn anh nhìn trợ lý park lần nữa hỏi chỉ có ngần này thôi sao dạ đúng vậy anh đang tìm gì sao ngoài mấy thứ này có còn cái điện thoại nào khác không điện thoại trợ lý park lắc đầu khó hiểu Bác ra ơn không nói thêm gì chuyển sang chủ đề khác thứ cậu giao để phân tích kết quả thế nào rồi a à, Trợ lý Park lộ vẻ khó xử. Trợ lý Park, gương mặt bét xa ơn trở nên cứng rắn, không để lộ chút kiên nhẫn nào. Cái này, hơi mơ hồ một chút. Sao lại mơ hồ? Kết quả là 79,35%. Con số này không đủ để xác nhận chắc chắn giọng nói của hai người giống hệt nhau, nhưng cao hơn mức trung bình, nghĩa là có khả năng khá lớn. Không sao, ánh mắt bét xa ơn thoáng sáng lên vẻ lạnh lùng. Phần còn lại, tôi có thể tự mình xác nhận. Sau khi tiễn hết những người đến thăm, anh quay trở lại căn phòng bệnh, nơi chỉ có tiếng máy móc kêu đều đều. Anh cần một sự xác nhận rõ ràng hơn. Nếu tình trạng mất tiếng lâu ngày của cô ấy thật sự chỉ là một căn bệnh có tính lựa chọn. bexa xa ơn khẽ chạm vào mơ u bàn tay bị thương của Hi Chu, nói. Tôi nhất định phải nghe được giọng của em. Anh nhìn cô nằm im lặng, ánh mắt lạnh lùng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát hồng hi chu hi chu không chỉ mất đi giọng nói mà còn nhiều thứ khác hiện tại chỉ còn mình cô nhớ đến ngày sinh nhật của chính mình đừng lượn lờ trước mặt mẹ nữa thật phiền phức chát cây tát mạnh như một tia lửa khiến một bên má cô nóng rực ra ngoài tất cả ra ngoài mẹ cô đôi khi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng và hôm nay chính là một ngày như thế Hôm nay là ngày rỗ của con trai út, cũng là ngày sinh nhật của Hi Chu. Đứa trẻ nhạy cảm ấy, vì lo lắng cho mẹ trong những ngày mẹ trầm uất, cứ đi loanh quanh gần đó. Cuối cùng, cô nhận một cái tát, rồi bỏ chạy ra ngoài. Không biết phải đi đâu, điều duy nhất cô có thể làm là trốn vào một góc hẻm, gục mặt xuống gối mà khóc. Từ khi nào chuyện này bắt đầu nhỉ? Việc cô không còn được tổ chức sinh nhật không phải bắt đầu từ sau khi em trai mất ngay từ khi chuyển vào căn biệt thự lớn đó, mọi thứ đã như vậy. Sau khi mẹ tái hôn, bà không còn tổ chức sinh nhật cho cô nữa, nói rằng chẳng cần phải phô trương ngày sinh của một đứa con không phải ruột thịt. Không ai hỏi về ngày sinh nhật của cô. Dù họ tổ chức bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho chị gái, làm lễ thôi nôi rầm rộ cho em trai, nhưng chẳng ai bận tâm đến sinh nhật của Hi Chu. Có lẽ đó chính là cách người ta đối xử với một kẻ sống nhờ trong nhà người khác. Gâu gâu, đứa trẻ vốn đang gục đầu buồn bã ngẩng lên khi nghe thấy tiếng chó sủa từ xa. Gâu, gâu gâu, tướng quân dừng lại, đồ quậy phá này có ai bắt nó lại không? Không, chạy mau, nghe thấy tiếng hét hối hả, tim Hi Chu bắt đầu đập nhanh hơn. Cô vội phủi bụi quần và đứng dậy, đúng lúc đó, gâu gâu, gâu gâu. Âm thanh dữ dội càng lúc càng tiến gần hơn. Di a, à, ực, một đôi mắt đỏ ngầu, bộ lông đen tuyền và những chiếc răng nanh dài nhọn nhễu nước dãi lao về phía cô. Hi Chu chưa kịp suy nghĩ gì, cô lao đầu chạy về phía cuối con hẻm. Gâu gâu. Con chó hung hăng đuổi sát theo cô, mặc dù bắp đùi đau như muốn gãy, cô vẫn không dám dừng lại. A, à, hàm răng sắc nhọn của con chó cọ sát vào chân cô. Hi Chu dốc hết sức lực còn lại để chạy, nhưng thể lực của cô dần cạn kiệt. Đôi mắt cô mở to vì kinh hãi và đúng lúc ấy, một người bất ngờ nắm lấy nách cô nhấc bổng lên. Gâu! Ngay lúc đó, một tiếng kêu đau đớn xé toạc không gian vang lên. Hi Chu bất ngờ được nâng cao khỏi mặt đất, theo bản năng ôm chặt cổ người kia. Hà, hà! Cô đối diện với người đã cứu mình, cư ngỡ là một chú lớn tuổi nhưng gương mặt nghiêm nghị đó không phải chú, mà là người anh hàng xóm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 38. Beck xa ơn để con chó lao tới cắn vào chiếc túi, sau đó anh đạp lên cổ nó, khống chế hoàn toàn. Hai người đàn ông vạm vỡ hồn hền chạy tới, rồi nhanh chóng đeo vòng cổ cho con chó. Một người đàn ông tái mặt hỏi. Cô, cô có sao không? Đứa bé có bị thương ở đâu không? sút chút nữa mất mạng rồi nghe giọng nói đầy lo lắng Hong hi chu bỗng cảm thấy yên tâm cô kiệt sức tựa vào vai anh có lẽ trông hơi thất lễ một chút trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dù có nghĩ vậy nhưng cô không còn sức để cử động ngón tay may mắn thay bác xa ơn chỉ lặng lẽ vỗ về cơ thể nhỏ bé của cô không ngờ cái nơi bẩn thỉu này lại nguy hiểm đến vậy con chó này là của ai của chủ tịch SEO hay bộ trưởng Han. Xin lỗi. Người quản lý cúi đầu, trông rất xấu hổ. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Gì cơ? Nhìn anh quen lắm. À, con chó này là của giám đốc Kang. Bép xa ơn dùng cằm chỉ về phía con chó, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người trước mặt. Người đàn ông đó đỏ bừng mặt, không nói nên lời. Giám đốc Kang không phải kiểu người yêu chó đâu nhỉ? Làm ơn, xin lỗi. Bé xa ơn lạnh lùng quay đi, không nói thêm gì. Đột nhiên má anh đau nhói, chó thì không thể dùng chân trước để đánh anh được và cứ tiếp tục như vậy với các câu khác. Anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, nơi sưng đỏ vì bị mẹ đánh. Hồng Hi Chu thở từng hơi yếu ớt, kiệt quệ hoàn toàn. Đó chính là bên má bị mẹ đánh sưng đỏ. Em cũng phải học cách phản kháng, dù là chị hay mẹ. Sau này em cũng phải sẵn sàng phản kháng, không cần biết đối phương là ai. Anh không chốt do dự nói ra lời nghịch lý này. Cơ hội trả thù sẽ đến, cô tựa vào vai anh, giọng nói lạnh lẽo chuyển đến qua từng hơi thở. Người có dạ tâm thì không nên sống khép kín như em. Cơ thể áp sát khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, gần như chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà càng gần đến nhà, Hồng Hy Chu càng siết chặt lấy vạt áo của anh. Nhưng mà mình cũng phải xuống thôi." Hi Chu nuốt tiếng thở dài, cử động cơ thể để chuẩn bị xuống xe. Ngay khoảnh khắc cô định bước xuống, chàng trai đang bước chậm rãi liền bế cô lên lần nữa. Sau đó, anh bước thẳng qua cổng nhà của chủ tịch Hong. Hi Chu ngạc nhiên quay đầu, hết nhìn cánh cổng lại nhìn người anh trai. "Chúc mừng sinh nhật." Bất giác, mặt trời đã lặn từ bao giờ. Cô đứng lặng như bị đóng đinh tại chỗ nhìn chằm chằm vào anh nhưng chàng trai chỉ cứng nhắc nhìn thẳng về phía trước bé xa ơn ngức nhìn bầu trời hoàng hôn lạnh lùng nói như bên má sưng đỏ của em đỏ bừng lên dưới ánh hoàng hôn chiếu lên một bên mặt trông anh có vẻ mệt mỏi hi chu bất giác thổi nhẹ một hơi vào mặt anh anh cau mày quay sang nhìn về hướng luồng khí nghịch ngợm đó lần này cô thổi một hơi lên trời a à, a à. Bét xa ơn liền nhách khóe miệng lên, gương mặt lạnh lùng ấy cuối cùng cũng giống như một chàng trai 18 tuổi. Thổi nến rồi à? Nhìn nụ cười nơi khóe mắt của anh, cô thấy thật đẹp. Bầu trời hoàng hôn rực đỏ, cái ôm ấm áp và nụ cười của chàng trai ấy. Khoảnh khắc như bức tranh màu nước này cứ lưu lại mãi trên võng mạc của Hi Chu. Tối hôm đó, Hi Chu bị dày vò bởi một cơn nóng lạ thường. Một cảm giác trống vắng, khao khát và mong chờ ai đó cứ vang vọng trong lồng ngực cô. Và rồi, kỳ kinh nguyệt đầu tiên của cô bắt đầu. A, à, mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là một trần nhà xa lạ. Cô chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã rên lên một tiếng. Đầu đau như búa bổ, tay chân bị băng bó chặt, tình trạng của cô thật thảm hại. Mình phải làm sao đây, còn phải chuẩn bị báo cáo nữa. Thật ra đây là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Cô rên rỉ ngồi dậy, đúng lúc cửa phòng bệnh mở ra, và bách xa ơn bước vào. Ánh mắt chạm nhau, ký ức cuối cùng lập tức ùa về. Hi Chu vẫn giữ được bản thân mình trong danh phận 406 ngay cả trong hoàn cảnh cực đoan, và cô cảm thấy tự hào về điều đó. Cô muốn bật cười lớn, nhưng cô giữ bình tĩnh. Cảm thấy thế nào? Hi Chu gật đầu, tỏ ý rằng mình ổn. Vậy sao? Người đàn ông cất giọng trầm ngâm đầy ý tứ, bất chợt nhẹ nhàng khóa cửa phòng bệnh. Gương mặt không chút biểu cảm, anh bước nhanh tới, chẳng mấy chốc đã đứng bên giường. Vậy thì, việc này em chắc chắn có thể làm được. Hi Chu chưa kịp phản ứng lại. Anh bất ngờ hôn lên môi cô. Sự ấm áp vì tiếp xúc khiến cô ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Hi Chu, hút lấy đôi môi cô. Hi Chu phản xạ đẩy vai anh, nhưng anh vẫn đứng im như tảng đá. Ngay lập tức, chiếc lưỡi nóng rực luồn vào giữa đôi môi hơi hé mở của cô. Ưm, những chiếc lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau, không để lại khoảng trống nào để từ chối. Đôi môi áp sát như muốn chiếm trọn khoang miệng của cô. Răng cọ sát mạnh mẽ, khoang miệng mềm mại bị hút đầy đến nghẹt thở. Hi Chu, người chưa quen với sự tiếp xúc thân mật, thở hổn hển và không ngừng đẩy anh. Tuy nhiên, Bexa ơn càng trở nên mạnh mẽ hơn, luồn sâu chiếc lưỡi của mình, lướt qua khoang miệng nóng bỏng và kích thích vào miệng cô. Ưm, cái đó. Hơi nóng dâng lên khóe mắt và tiếng thở dồn dập không ngừng phát ra. Mỗi lần cô thở ra luồng không khí tích tụ trong cổ họng, vẻ mặt của anh lại càng thêm quyết liệt. Bexa ơn quấn lấy cô không rời, hốt mạnh và áp sát vào làn da mềm mại của cô làn da ướt át chạm vào rồi lại rời ra, phát ra những tiếng bạch bạch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Khi anh cúi thấp hơn nữa, Hi Chu dồn hết sức đẩy anh ra. Dừng lại, đó là tiếng kêu bất ngờ thoát ra khỏi miệng cô. Hi Chu cứng người, chính cô cũng bị bất ngờ bởi giọng nói sắc bén của mình. Lớp rào cản kiên cố bị gỡ bỏ một cách cưỡng ép, để lại một cảm giác xấu hổ như bí mật thầm kín của cô bị phơi bầy nhưng ánh mắt chạm nhau với anh. Anh lau nhẹ môi dưới ướt át, rồi nở một nụ cười không đúng lúc. Trong biểu cảm đó lại ẩn chứa một sự thỏa mãn kỳ lạ. À, tiếng thở nhẹ như thể anh vừa nhận ra điều gì đó. Hi chu à, thấy thú vị không? Tùy khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người khác dùng mình. Hi chu bất giác cảm thấy lạnh gáy, hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của anh có người hỏi thì phải trả lời chứ. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào cô. Rõ ràng em nói giỏi như vậy. Bét xa ơn chậm rãi vuốt nhẹ qua chân mày của cô. Cả người cô như run lên, cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Từ khi nào, lúc mấy tuổi, cô mở miệng nhưng lại không nói được, mồ hôi lạnh cứ toát ra. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nóng ẩm của Hi Chu. Chồng em có vẻ không thoải mái nhỉ. Nếu không thoải mái thì không nói được à. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn vào gần cổ tay cô. Dù chỉ là lực rất nhẹ, nhưng làn da mềm mại vẫn âm ỉ đau. Em có biết ai đã tìm thấy em trong núi không? Bét xa ơn chăm chú nhìn cô không chớp mắt. 406. Người đã khiến tôi mất ngủ mỗi đêm kẻ đe dọa đó. Anh nhếch mày đầy ẩn ý. Nếu không có cú điện thoại đó, tôi đã không tìm được em kẻ theo dõi 406 ấy đã chỉ cho tôi cái hang động trên vách núi mà ngay cả đội cứu hộ cũng không biết. Hi Chu cúi đầu, lúc này cô không dám nhìn bác Sa ơn. Vì vậy tôi rất bối rối, không biết phải làm gì. Bác Sa ơn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô. Là nên bắt kẻ đe dọa giao cho cảnh sát, hay là... Hi Chu đang lặng lẽ lắng nghe thì bất chợt run rẩy hay là thỏa mãn yêu cầu của 406. Đôi mắt anh không chớp lấy một lần, nhưng trong đôi đồng tử đen lấy ấy lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi nên đối phó với người đó thế nào đây? Anh nắm chặt cổ tay Hi Chu, không chịu buông ra. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã rõ ràng. Khi bước ra khỏi căn phòng, gương mặt của Bách Sa ơn đã không còn chút biểu cảm nào. Dừng lại, xin anh. Nghe giọng nói vang lên rõ ràng, từ tay đến hàm dưới của người đàn ông như nổi hết da gà. Giọng nói đó giống hệt những đoạn ghi âm mà anh đã nghe đi nghe lại cả đêm. Là anh trai sao? Anh đang chờ em à? Xin anh, làm ơn, em xin anh mà, hu hu bỏ xuống đi, xin anh đấy. 406 và Hong Hi Chu Lời đe dọa, lời cầu xin và tiếng nói từ chối một cơ thể xa lạ tất cả đều là từ cùng một người. Đúng vậy, tất cả đều là một giọng nói. lập tức một cảm xúc mơ hồ tràn lên từ đỉnh đầu, cảm giác phấn khích mà chính anh cũng khó lòng kiềm chế đang cuồn cuộn chảy trong mạch máu, toàn thân như bị bao phủ bởi một cơn sóng nhiệt nóng bỏng. Hồng Hi Chu thật sự có thể nói, không, nói chính xác hơn là Hồng Hi Chu đang đe dọa tôi. cô bé ngay cả phép cộng còn không biết, vậy mà lại dám đe dọa tôi mà không hề sợ hãi. Bexa ơn nhẹ nhàng liếm vào bên trong má nơi vẫn còn hơi thở của vợ anh. Sau đó anh khẽ ngân nga giai điệu phát ra từ chiếc radio trong xe cảnh sát. Bạn có thể gọi tôi. Hộp đen đã ghi lại tất cả, bao gồm cả khoảnh khắc Hong Hi Chu bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Tất cả các phân tích đã hoàn tất. Đe dọa và áp bức ở một nơi nào đó giữa tự nguyện và bị ép buộc. Anh xoay cổ mệt mỏi khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Rốt cuộc anh ta đã làm gì với gã đó? Nhớ lại trong hộp đen, khi Hong Hi Chu không thể kiểm soát được chiếc radio và bộ đàm vì thở gấp, anh không kìm được nắm chặt tay lại. Ban đầu đây quả thật là hành động của một kẻ đe dọa thực sự. Tuy nhiên, không biết đã làm gì, giờ đây Hong Hi Chu lại đứng cùng phe với kẻ phóng hỏa trong đoạn video giám sát. Dù xe có lật, chồng cô ngạt thở, cha cô bị thương cô cũng sẽ không bao giờ cầu cứu. Phía bên đó có thứ mà cô không thể từ bỏ. Liên minh nguy hiểm đó. Trở lại trạng thái trước khi kết hôn chính trị. Khuôn mặt bexa xa ơn bao trùm bởi bóng tối. Cảm giác rất không tốt. Dự cảm như một con dao sắc. Đây là một trò đùa xấu. Là người đã từng tham gia hoạch định những việc như vậy trong hầm ngầm ở nhà xanh. Anh có thể rõ ràng nhận ra điều này. Cảm giác rất tồi tệ phải cứu Hong Hi Chu ra khỏi tình thế bị kẹp giữa đe dọa và đe dọa. Vậy thì, được rồi, tạm thời tôi sẽ phối hợp với bạn. Nhưng ý ngược của 406 chắc chắn sẽ không thành công. Cách để lôi ra kẻ đe dọa thực sự. Nhớ lại quá trình cháy văn phòng, mọi thứ rất đơn giản. Khi cuộc gọi đe dọa gặp vấn đề nghiêm trọng, anh ta sẽ xuất hiện. chương 39, dự đoán kết quả sau chấn động não rất tốt. Kết quả kiểm tra cũng không cho thấy các triệu chứng sốc khác. Chỉ cần lưu ý tránh viêm nhiễm trước khi tháo chỉ, tuần sau có thể xuất viện. Không được, thời gian quý giá của tôi. Ánh mắt hoang mang lướt qua khắp nơi, tính sơ qua, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày có thể ly hôn. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 10 giờ tối. Cô ấy tự nhiên, nhưng điện thoại đàm phán đâu rồi? Lưng cô bỗng lạnh toát. Á à, Cô ấy mặt tái nhợt, hoảng loạn bò dậy khỏi giường. Hi Chu đã tiễn bác sĩ trực đêm xong rồi khóa cửa lại. May mắn thay, cô nhìn thấy chiếc ba lô leo núi trên bàn. Hi Chu vội vàng tìm kiếm đồ đạc và thở phào nhẹ nhõm khi cầm lấy điện thoại đàm phán. Mong là không ai thấy. Khoảng trống khi mất ý thức khiến cô cảm thấy bất an. Hi Chu cắm điện thoại hết pin vào bộ sạc nhanh và chờ đợi. Nếu có vấn đề gì, kẻ bắt cóc sẽ liên lạc với cô. Cần nhắc đến tính cách của anh ta như phanh xe hỏng, cô càng thêm chắc chắn. Không có. Cô vừa dùng ngón cái lướt nhanh trên màn hình, vừa nói nhỏ. Không có cuộc gọi bị chặn, chỉ toàn là các cuộc gọi nhỡ, đều là của Bexa ơn gọi đến. Thật sao? Nhưng tôi sợ chết mất. Âm thanh bất chợt nhớ lại khiến ngực cô nhói lên đau đớn. Hi Chu vội lắc đầu, giật mình dù đầu choáng váng, nhưng cô nghĩ rằng như vậy tốt hơn, cảm xúc này hiện tại không cần thiết với cô. Chắc là cuộc gọi đe dọa đó vẫn có hiệu quả nhỉ. Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ 10 giờ, Hi Chu gần như theo phản xạ cầm lấy chiếc điện thoại dùng để đàm phán. Tút tút tút, tút tút tút. Cô ấy lo lắng cắn môi, khiến cô nhớ lại cảm giác đã bị quên lãng. Đôi tay lạnh lẽo, trái lại với đôi môi và làn da nóng bỏng, những cảm giác mãnh liệt đó không thể xóa nhòa trong đầu cô. Alo, lồng tơ trên cơ thể cô dựng đứng, cô xoa cổ đỏ ửng vì căng thẳng, mở miệng nói. Là tôi, vậy, tôi biết, là bạn, 406. Không ngờ bạn còn tâm trí nghe điện thoại, có vẻ như Hong Hi Chu chưa chết nhỉ. Sao lúc nào cũng ác miệng như vậy? Chuyện gì? Chắc bạn không nên nói những lời như vậy đâu. Chỉ nghe giọng thôi cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của anh ta. Ý bạn là sao? Theo lời của 406, bạn suýt gặp rắc rối lớn rồi, đừng có nói lời cay nghiệt như vậy. Anh ta nói như thể lùi lại một bước. Tôi vốn dĩ đã là người xấu, bạn có thể làm gì được tôi? Trái tim Hi Chu đập mạnh một cách kỳ lạ, cô càng đáp lại một cách cứng rắn hơn. À, giờ bạn tự nhận mình là kẻ xấu rồi sao? đột nhiên có một tiếng cười đầy bất lực vang lên. Hi Chu cảm thấy tay mình ngứa, cô đổi điện thoại sang tay kia. Anh, sao lại nói như vậy? À, anh à, thật sự. Có thể anh ta tạm thời che đi micro, âm thanh trở nên mơ hồ. Hi Chu giận dữ hét lên. Rốt cuộc là vì sao? À, xin lỗi, 406 qua đổi uy hiếp. Chuyện gì? Tôi quá căng thẳng rồi. Một cơn giận không rõ lý do dâng lên trong lòng cô. Có phải do cơ thể không khỏe không? Phản ứng khác thường của anh ta khiến cô càng thêm phiền lòng. Giọng không còn lạnh lùng, thái độ không còn khinh thường nữa. Điều quan trọng nhất là anh ta không còn đối xử với 406 bằng sự sắc bén như trước, điều này khiến cô không hài lòng. "Bạn thấy tôi buồn cười à?" "Không phải thấy buồn cười, mà là bị dọa." Bị dọa Tôi đã nghe lại tất cả các cuộc gọi trước đây của chúng ta, ôn lại những hình ảnh đó. So với tưởng tượng, khả năng ăn nói của 406 cũng khá đấy. Lời khen đột ngột đó khiến Hi Chu đứng sững lại. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được công nhận như vậy, những lời này chưa từng được mong đợi. Cô không tự chủ được mà ngậm miệng lại. Tôi tò mò không biết bạn học từ ai. Thật sự tốt như vậy sao? Cô khẽ ho một tiếng. Đây là đánh giá của người phát ngôn nhà xanh, còn không tin à? Đúng, đúng là như vậy. Những lời không thể gọi là dễ nghe của anh ta khiến Hi Chu cảnh giác hơn. Cô nhíu chặt mày, cố gắng đoán ý định của anh ta, vết thương ở sau đầu lại nhói lên, tầm nhìn bắt đầu mở dần. 406, cậu có cảm thấy hơi chóng mặt không? Bác Sa ơn lập tức nhận ra điều đó. Hơi thở của cậu nghe có vẻ không ổn. Không phải, mà là 406 có lẽ cũng căng thẳng như tôi nhỉ. Cả ngày hôm qua tôi đều chú ý đến vị trí của Hi Chu, chắc cậu ấy mệt lắm. Cứ nằm xuống rồi nhận cuộc gọi đi. Gì cơ? Chúng ta đã có sự tin tưởng như vậy rồi đúng không? Tin tưởng, tin tưởng thật chứ. Hi Chu bị lời nói mang ý cười tinh tế đó dẫn dắt, không thể phản kháng mà đi theo. Một người chồng đang dần dần tiến gần đến tên cướp đe dọa vợ mình khiến cô cảm thấy vô cùng phức tạp. Mặc dù không thể miêu tả chính xác, nhưng cô cảm thấy bất an và khó chịu với sự thích thú mà mình dành cho 406. Cô vội vã quét tóc ra phía sau chán. Vậy thì, chúng ta hãy nói về chủ đề mà 406 thích đi. Tôi chỉ thích trêu chọc anh trai thôi. Tôi cũng thích những việc như vậy, nhưng không phải chúng ta có giao dịch sao? Gì cơ? Sao lại không gửi ảnh? ảnh của Hi Chu. Cô hít một hơi thật sâu. Cái đó, tôi đã thay đổi quyết định rồi. Cô hoảng hốt toát mồ hôi lạnh, mặc dù nói ra làm cô cảm thấy sợ, nhưng giờ cô đã lâm vào tình thế khó xử. Tôi tính lại rồi, 2 tỷ là không đủ. Tôi vô tình biết được bí mật của người phát ngôn nhà xanh. Ồ, vậy sao? Thế thì tốt rồi. Gì cơ? Tôi cũng biết được bí mật của 406 cơ thể cô lập tức căng cứng, cổ tay cô cảm thấy tê liệt. Dù vậy, việc không thất bại trong cuộc đấu tranh ngầm này, cô đã tăng giọng nói. Nếu tôi tiết lộ chuyện này, cậu thật sự sẽ vào tù. Vậy chúng ta cùng đi nhé. Gì cơ, đi đâu? Vậy thì, không bằng chúng ta cùng vào tù, ở chung một phòng đi. Bác xa ơn lại vô liêm sỉ khiến Hi Chu cảm thấy bối rối. Dù vậy, Việc này có chút khó khăn." Anh ta đột nhiên nói bằng giọng trầm. "406 chắc không có thứ đó nhỉ?" Hi Chu đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. "Không, không phải, tôi có mà. Đó là tư tưởng cố định mà 406 để lại cho tôi. Nếu cảm thấy tủi thân, cứ quay video tự sướng gửi tôi. Tôi sẽ tin cậu, nhưng mà cậu không có, không có thứ đó." Cô chỉ biết nuốt nước bọt khô đối mặt với lời nói đầy ẩn ý tình dục của anh, cô không khỏi cảm thấy nản lòng. Cứ cởi ra là sẽ biết thôi, thiết bị thay đổi âm thanh. Gì cơ? Âm thanh nghe rất rõ, khoan đã, khoan đã. Hi Chu bị lời nói của anh đè nặng, không thể phản ứng lại. Vậy thì, giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Anh ta đột nhiên nói lạnh lùng. Cô lại một lần nữa cảm thấy một điểm xấu đang đến sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Gì cơ? Cậu mà lờ đi lời cảnh báo rồi gọi tiếp, cậu sẽ hối hận đấy. Gì cơ? Tôi đã nói rồi, tôi thích những chuyện như thế này. Nếu cậu chịu được thì thử xem, mối đe dọa lập tức đảo ngược hoàn toàn. Hỏng rồi. Cả đêm cô co do trong góc, không biết mình đang nghĩ gì. Cô tin chắc rằng thiết bị thay đổi âm thanh sẽ không bao giờ bị phát hiện, tuyệt đối không. Cô cắn món tay cái tròn và mập. Mặc dù vậy, hình như anh ta không biết là tôi sao? Dù thái độ của anh ta có thay đổi một chút, nhưng bản chất thù địch và chế giễu thì không thay đổi. Ngược lại, cả hai người đều nắm giữ bí mật của nhau và lại quay về điểm xuất phát. Đặc biệt là lời cảnh báo trước khi anh ta cúp máy. Cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc. Vết thương khâu lại âm ỉ đau, nhưng còn làm cô đau đầu hơn là những chuyện này sáng sớm khi trời còn chưa sáng. Cô trần chọc không ngủ được, đột nhiên cánh cửa bật mở với một tiếng cạch. Hi Chu vội vàng kéo chăn lên che kín đầu. Người đàn ông đã khiến cô lo lắng suốt đêm, bước vào trong bộ vest hoàn hảo. Có muốn tôi ép mở miệng cậu ra, rồi nghe cậu hét lên một lần nữa không? Anh ta lẩm bẩm một cách thiếu kiên nhẫn. Anh ta dễ dàng lật chăn ra. Hi Chu tránh ánh mắt của anh, chỉ siết chặt chăn, lúc này khuôn mặt anh lại gần cô như hôm qua. Ánh mắt nóng bỏng của anh rơi vào môi dưới của cô. Đây không phải là điều tôi bảo cậu làm. Hi Chu vô thức liếm môi khô nể, anh nhíu mày không hài lòng. Sao lại cắn môi? Cô chỉ trợn mắt và quay mắt đi. Trong một đêm cậu có gì để cắn? Hi Chu vẫn cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với anh. Mỗi lần bắt đầu năm học mới, cô lại phải đối mặt với ánh mắt của mọi người như một nghi thức. Hi Chu, người mà đến cả việc giới thiệu bản thân cũng nói lắp bắp, lại bị hàng chục cặp mắt dán chặt vào. Còn nữa, những ánh mắt đầy mong đợi bỗng chuyển thành sự chán ghét trong tích tắc. Những điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô trưởng thành, thậm chí cả sau khi đã trưởng thành. Giờ đây, cô cảm thấy cái cảm giác quen thuộc ấy quay lại, khiến tay chân cô bỗng lạnh toát may mà Bexa ơn không hỏi lần thứ hai, dù im lặng bao trùm giữa hai người, nhưng sự tĩnh lặng này thực ra còn quen thuộc hơn cả cuộc trò chuyện. Chương 40. Cô ấy nhìn anh mà không chớp mắt, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Có rất nhiều câu hỏi và tâm sự muốn chia sẻ. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo khoác vest của anh. Trước khi đi làm, tôi đã đến thăm anh. Hi Chu vô thức gãi tai còn người đàn ông nằm trên giường từ từ nhìn cô khi nào mà anh có thể nói chuyện nhiều nhất vậy sao lại im lặng thế này trước đây anh chẳng phải rất giỏi hát sao mặc dù những lời anh nói không hề thân thiện nhưng từng câu đều khiến trái tim cô đau nhói tôi đoán là vì tai của hong in a bị thương phải không chắc hẳn anh cảm thấy tủi thân đúng không giọng anh trầm và lạnh lùng nhưng không hề sắc nhọn với hi chu anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối của cô, Hi Chu cố gắng không để mắt mình đỏ hoe. Không sao đâu, như vậy cũng tốt mà. Anh mỉm cười một cách bí ẩn, môi hơi nhếch lên. Giữa vợ chồng, có nhiều cách để giao tiếp, không biết từ lúc nào, bình minh đã lặng lẽ đến. Một ngày trôi qua thật nhanh. Mẹ và hội trưởng Hong biết tin Hi Chu bị thương, nhưng cũng không hề gọi điện một lần. Đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bỗng nhớ đến chị gái. Chị gái, từ khi còn nhỏ, sau vụ tai nạn, Hi Chu dần dần trở nên gần gũi với Hong In A. Chị gái trước đây luôn đề phòng cô em kế mới xuất hiện, nhưng sau vụ tai nạn thì hoàn toàn thay đổi. Nhân á, người đã trở nên cảnh giác, chỉ cho phép Hi Chu, người duy nhất sống sót cùng cô trong vụ tai nạn, ở bên cạnh cô tiểu thư kiêu kỳ của gia đình hào môn ngày trước từ đó đã chăm sóc cô em kế khiêm tốn một cách chu đáo chị gái sao lại biến mất nhỉ cô từng nghĩ chỉ là sự thay đổi thất thường và phản nghịch của chị nhưng bỗng nhiên mọi thứ trở nên rất bí ẩn trong suốt thời gian dài một mình vô số suy nghĩ hỗn độn liên tiếp ùa về chị gái chúng tôi không phải là những chị em đặc biệt thân thiết nhưng thật sự như một thể thống nhất gắn bó chặt chẽ khi chị gái biến mất tôi đã nghĩ gì nhỉ cùng với những suy nghĩ ngày càng sâu cô nhẹ nhàng lắc đầu nhìn đồng hồ đã đến lúc phải gọi điện sau này đừng gọi điện cho tôi nữa lời cảnh báo của anh văng vẳng bên tai nhưng cô không để tâm dù sao thì cũng chỉ là một cuộc gọi anh ta có thể làm gì được chứ tút 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 khi nghe thấy tiếng chuông đôi mắt vô hồn của cô bỗng chốc sáng lên Mặc dù người gọi là một kẻ đe dọa, nhưng thật buồn cười là, anh ta bách xa ơn lại là kênh giao tiếp duy nhất của cô. Giác, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, ào ào, alo, ào ào. Ngay lập tức, âm thanh bất ngờ từ nền khiến cô căng thẳng. Nhưng ngoài tiếng nước chảy ào ào, cô chẳng nghe thấy gì khác. Cuối cùng, Hi Chu rút điện thoại khỏi tai và kiểm tra màn hình, thời gian cuộc gọi vẫn trôi qua bình thường cô nhíu mày rồi lại đặt điện thoại vào tai ngay lập tức một cơn lạnh lẽo ùa đến hừ ừm đó là một tiếng rên rỉ nén lại từ giữa hàm răng đây là cái gì tôi có nghe nhầm không alo alo ừm tây ba ngay lập tức tay cô mềm nhũn và tay cô như bị một vết cắt sắc bén xé rách rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy Hi chu cố gắng giữ chặt chiếc điện thoại đang sắp rơi khỏi tay. Dù chỉ qua loa điện thoại, cô vẫn cảm nhận được hơi nóng lan tỏa quanh tai. Anh đang làm gì vậy? Cảm giác linh cảm đột ngột khiến tim cô đập nhanh hơn. Pách 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 tiếng ma sát không rõ nguồn gốc liên tục vang lên. Tiếng nước chảy mạnh như thác, tiếng rên trầm của người đàn ông. Còn nữa. Tiếng hỗn loạn giống như tiếng đập. Ừm. Hả? Bét xa ơn, anh, anh đang làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, tiếng nói thoát ra từ giữa kẽ răng nóng bỏng, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cơ hàm anh căng lên. Đừng gọi điện nữa. Cái gì? Hừ, sẽ hối hận đấy. Tiếng rên trầm và nặng nề lẫn trong tiếng cười nhẹ nhàng liên tiếp vang lên, độ nóng như leo thang từng bậc. Những thứ không thể nhìn thấy lại càng dễ khiến người ta tưởng tượng. Hi Chu mặt tái nhợt bật dậy từ trên giường. Dù anh đang làm gì, dừng lại ngay đi. Nói thêm một chút đi. Cái gì? Trước khi tôi làm chuyện đó, cô nói gì đi. Âm thanh nặng nề và gấp gáp khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Tôi có điều muốn nói, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Cô nói lắp bắp, nhưng câu sau bị ngắt ngang đột ngột. Mở rộng miệng ra. Cái gì? Cái gì? Tôi bảo mở rộng miệng ra. Liên quan đến chị gái và phát môn viên của nhà xanh, cô có rất nhiều chuyện phải hỏi và giải quyết. Ngay lập tức, trong đầu cô như bị một cơn bão quét qua, hỗn loạn. Chỉ như vậy, tôi mới có thể hoàn toàn làm chuyện đó. Cảm giác xấu hổ khiến tay cô run lên. 406, cô run dữ lắm. Âm thanh ma sát ướt át ngày càng nhanh, hơi thở nóng hổi như dòng nước sắt nóng chảy đổ vào tay cô. Tên điên Lúc đó chẳng phải cô rất ngạo mạn sao? Lần này thử thở mạnh một chút đi. Những tiếng thở dốc nhỏ và gấp gáp, khiến Hi Chu cảm thấy ngày càng nóng hơn. Cô như bị đè nén, không thể thở được, và tay cùng khóe mắt đều đỏ lên. Khi ai đó đưa ra lời khuyên, hãy lắng nghe cho kỹ. Nhờ có 406 không nghe lời, hừ, lâu rồi tôi mới lại kích động như vậy. Ngay cả trước mặt vợ, tôi cũng chưa thử qua. Rằng nghiến kêu ken két, những tiếng rên rỉ như cuộc chiến dữ dội không ngừng vang lên. Là chồng, tôi thực sự chưa đủ tốt. Với Hi Chu, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bốp, 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 âm thanh va đập ngày càng nhanh, không thể kiểm soát. Nghe thế này, là lần đầu tiên đấy, 406. Khoảnh khắc đó, Bexa ơn hít một hơi thật sâu, mọi âm thanh xung quanh đều im bặt chỉ có tiếng nước xối sờ tràn ngập trong micro. Hi Chu, người đang cứng đờ, ngay lập tức nhíu mày, như thể cô ngửi thấy mùi tanh. Cô, tỉnh lại chưa? Cô khó khăn nói ra câu này. Đến lúc đó, hơi nóng mới bắt đầu dâng lên từ đỉnh đầu cô. Chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? Ngày mai còn gọi điện nữa không? Người đàn ông thở ra một hơi dài, hỏi bằng giọng khan khan. Cuối cùng, vòi hoa sen tắt, tiếng nước ồn ào cũng đột ngột dừng lại âm vang đặc trưng của phòng tắm vang lên cô cô Hi chu hoàn toàn đứng sững lại có phải là bách xa ơn mà tôi quen biết không người đàn ông mặc bộ đồ chỉnh tề đứng trên bục giảng màu xanh thật sự là anh ta sao cô đỏ mặt rồi lại trở nên tái nhợt cuối cùng vòi hoa sen tắt tiếng nước ồn ào cũng đột ngột dừng lại âm vang đặc trưng của phòng tắm vang lên gọi lại tôi sẽ làm lại anh là kẻ biến thái vừa biết tôi là phụ nữ anh liền làm chuyện này và hơn nữa âm trầm lười biếng từ từ phát ra tiếng to thế này người nghe sẽ càng thêm hưng phấn đây mới là bộ mặt thật của anh sao trời ơi ai đến mà kéo cái đầu tóc của tên khốn vừa đi với sắc mặt tái xanh trong hành lang bệnh viện cô bỗng cảm thấy tức ngực liền đi xuống tầng vào phòng nghỉ nơi có tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên. Trời ơi, bỏ vợ ra rồi, anh ta đang làm gì vậy? Vượt quá giới hạn rồi, hoàn toàn là vượt giới hạn. Đây là những tiếng nói không chút thương tiếc của vài bà cô đang nắm lấy thanh treo chai truyền dịch. Hi Chu, chân đau, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau, cố vươn cổ như một con rùa. Tinh thần cô như bị xáo trộn trong máy giặt, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Lưng cũng uể oải cong xuống. Cảm xúc thật sự của đàn ông thường ở phần dưới cơ thể. Đúng vậy, vợ chính thức đáng thương kia sẽ làm gì đây? Làm gì đây, không nghe lời thì phải dạy dỗ anh ta." Hi Chu giật mình. Cô vì tức giận mà ném điện thoại đi, hay như đang chạy trốn thì ấn nút kết thúc cuộc gọi. Ranh giới giữa chúng thật mờ mịt. Mấy tuần gần đây, các bộ phim truyền hình cuối tuần thường như vậy, một người đàn ông tham vọng bỏ vợ qua đêm với bồ. Điều kỳ lạ là một chân của cô không ngừng run rẩy. Trời ơi trời ơi, tên khốn đó vợ chính thức đã chịu đựng bao năm trời anh ta lại đi tìm người phụ nữ khác. Cô thấy không, anh ta chắc chắn sẽ gửi hoa và quà cho vợ. Đúng vậy, làm sai chỗ rồi, trong lòng cảm thấy áy náy. Phản ứng của các bà cô gay gắt như trọng tài thổi còi. Tiếng chửi rủa không rõ nghĩa xen lẫn nhau thanh treo chai truyền dịch cũng rung lên. Hi Chu lấy tay che chán, thở dài. Rốt cuộc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuộc gọi lần thứ 9, MP3 mơ màng như một giấc mơ. Chỉ cần nhớ lại âm thanh dính dấp đó, một bên đầu của Hi Chu như tan chảy, tai cô cũng trở nên nóng ran. Đối với Hi Chu, đây thực sự là một cú sốc quá lớn. Anh ta đã làm gì với tôi, hoặc nói đúng hơn là với 406 mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, Bét xa ơn. Cô không thể không nhăn mặt lại. Hơi thở của cô càng lúc càng gấp gáp. Điều đáng ngạc nhiên là, cảm xúc mà Hi Chu cảm nhận được lại là sự phản bội. Có lẽ đây là đêm mà cô không muốn tin, khi cô bắt đầu nhận ra dấu hiệu của một cuộc ngoại tình. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn